Hầu hết những ai chưa xem video này khi mới bắt đầu sản xuất nhang cây đều gặp phải ba cái vấn đề khó khăn. Trong hơn 11 năm này, mình đã chia sẻ và giúp đỡ hơn 1.000 cơ sở và doanh nghiệp. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh video của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Hải Triều, tôi đã có hơn 11 năm kinh nghiệm trong cái việc sản xuất và chế tạo máy làm nhang. Trong hơn 11 năm này, Hải Triều cùng đội ngũ của mình đã chia sẻ và giúp đỡ hơn 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển cái nghề nhang của mình qua các video và dây chuyền sản xuất nhang. Hầu hết những ai chưa xem video này khi mới bắt đầu sản xuất nhang cây đều gặp phải ba cái vấn đề khó khăn. Vấn đề khó khăn thứ nhất là bột dư, khi chúng ta bắn ra nó sẽ bắn lung tung lẫn vào khi nhang cây, làm cho các bạn khó khăn trong cái việc hốt nhang, khó khăn trong cái việc gom nhang lại. Và khi gom lại thì bột đã bị khô, hoặc vô tình chúng ta đổ cái bột khô đó vào máy thì làm cho máy bị kẹt, ảnh hưởng tới quá trình sản xuất. Vấn đề khó khăn thứ hai thì nhang phóng ra quá mạnh, làm cho nhang nó sẽ văng lung tung, không xếp thẳng hàng, gây khó khăn cho cái việc chúng ta khi xếp cái nhang đó vào khay phơi. Và khi xếp vào được khay phơi thì nó sẽ bị vỡ, bị mốt một phần. Vấn đề khó khăn thứ ba là nhang phóng ra thì lúc thì mạnh, lúc thì yếu, gây khó khăn cho cái việc xếp nhang và khi hốt nhang vào khay phơi. Ngày xưa tôi cũng giống như các bạn cũng gặp phải những cái vấn đề khó khăn này. Tôi học được cách giải quyết vấn đề này từ những người sản xuất nhang có kinh nghiệm cộng với kiến thức sản xuất máy của mình. Ai trong số chúng ta có cái tôi cũng muốn là nhang ra chúng ta xếp vào khay không có bị văng lung tung, không bị ra cây mạnh cây yếu, và bột dư thì tự rơi vào cái thau chứa bột, giúp chúng ta dễ dàng hốt bột đổ lại vào phễu mà không có bị khô do đỡ lâu. Thì hôm nay Hải Triều sẽ chia sẻ với các bạn ba cái cách giải quyết vấn đề khó khăn này. Cái cách thứ nhất, để cho bột dư không có văng lung tung, tự rơi vào cái thau chứa bột, ta cần một cái miếng chặn bột dư gắn vào cái đế gan. Thì cách làm như sau: đầu tiên ta bỏ cái que tăm vào máy sao cho que tăm dư cái phần chân nhang ra khỏi cái đầu bếp. Sau đó ta gắn cái miếng chặn bột dư này vào cái đế gan và ta canh sao cho cạnh đáy này của cái miếng chặn thấp hơn so với que tăm là khoảng 5 ly cho đến 10 ly. Sau đó ta dùng keo dán sắt hay còn gọi là keo 502 dán cái miếng này vào cái đế gan. Đối với cái dòng máy của Hải Lan đời mới thì có sẵn cái phần gắn cái miếng chặn bột dư này, nên chúng ta dễ dàng điều chỉnh nhờ vào cái rãnh lỗ trên cái miếng chặn bột dư. Chúng ta có thể canh chiều cao chiều thấp dễ dàng. Sau khi canh xong chúng ta xiết ốc lại. Sau đó chúng ta bật máy lên và xem cái kết quả bất ngờ. Cái bước số 2 là khắc phục nhang cây ra phóng cây mạnh, cây yếu không có xếp vào cái máng cong. Nguyên nhân là do các bạn đổ bột vào lúc là không còn bột ở trong phễu nữa thì sẽ xảy ra tình trạng này. Vì vậy khi vận hành máy, các bạn để ý là bột xuống còn khoảng 1/3 cái phễu thì phải đổ bột mới vào ngay. Thì lúc đó bột mới đổ vào và cái bột cũ nó sẽ được trộn đều và được ép xuống cái hũ chữ T thì nhang ra sẽ đều như nhau, không có bị cái mạnh cái yếu. Thì các bạn mới làm hay về tình trạng này chú ý ha. Cái bước thứ ba là khắc phục cái nhang phóng ra văng lung tung, không xếp vào cái máng cong. Thì trường hợp này hay bị khi máy chạy với cái tốc độ cao với tần số là 60-70 Hz. Nguyên nhân cho các bạn đỡ nhang phóng ra thẳng vào cái máng inox, bị cái phản lực của miếng inox này làm cho nhang văng lung tung. Thì cách khắc phục trong trường hợp này thì chúng ta dùng cái khăn ha, hay cả miếng vải, chúng ta xếp lại và kẹp vào cái máng inox đó để giảm bớt cái lực phóng nhang vào thẳng vào cái máng inox. Thì lúc đó nhang sẽ tự động rơi xuống cái máng cong và xếp thẳng hàng. Chú ý là khi máy phóng nhang ra liên tục thì tay trái chúng ta còng vào cái máng cong, chúng ta lắc nhẹ để nhang xếp thẳng hàng và gọn vào khay, giúp chúng ta dễ dàng hốt.
thì cái cách hốt thì các bạn xem video của anh kỹ thuật này để biết cái cách hốt sao cho nha, nó không bị vỡ, nó không bị mốt ha. Chúc các bạn thành công. Đã xem video, hy vọng với video này sẽ giúp đỡ cho các bạn biết được cách khắc phục vấn đề khó khăn khi mới bắt đầu sử dụng máy làm nhân cây. Nếu như các bạn có những thắc mắc gì, hãy để lại bình luận bên dưới, Hải Triều và đội ngũ sẽ tổng hợp và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên bấm vào nút like và nút share khi thấy video này hay và hữu ích. Bấm vào nút đăng ký để nhận những video sớm nhất. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.